Chào mừng các bạn đến với sửa chữa laptop 24 giờ. Hiện tại bây giờ là 6 rưỡi. Khách hàng đang rất là đông. Các bạn nào cần tư vấn về dịch vụ laptop hãy comment lên đây nhé, hoặc là để lại số điện thoại với mình sẽ gọi điện lại và tư vấn cho các bạn nhé. Hiện tại là 6 rưỡi thì mình vẫn đang PC. Các bạn nào có câu hỏi hãy gửi đến đây nhé, mình sẽ tư vấn. Hiện tại đội ngũ kỹ sư của bên mình vẫn đang rất là nhiệt tình. Xử lý cho khách hàng, quyết tâm làm hết việc chứ không làm hết giờ. Không dán tem à? Đấy, thấy không dán tem. Kỹ sư bên mình đang tháo và bảo dưỡng laptop cho khách hàng vì ngày hôm nay trời rất là nóng. Tháo vỏ laptop. Chào bạn Sơn, nâng cấp RAM cho Acer E574G. RAM bạn nâng thêm thành 4GB khoảng hơn 600K bạn Sơn nhé. Chào bạn Hùng Nguyên, hiện tại bên mình đang có chính sách là chào mừng 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Vệ sinh thay kem tản nhiệt được giảm giá 30% và được tặng thẻ miễn phí trọn đời máy, bạn Hùng Nguyên nhé. Đang có chương trình khuyến mại giảm giá 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Bạn Sơn, RAM 4GB bạn có thể nâng cấp lên thêm một thanh nữa, lên 8GB là ok bạn Sơn nhá. Thank you.
kiểm tra cài đặt miễn phí bạn Hùng Nguyên nhá, khám miễn phí free 100%, tư vấn miễn phí 100%. Mình chỉ tính tiền thay kem tản nhiệt thôi. Bên mình đang có chương trình giảm giá tất cả các loại linh kiện, giảm giá bảo trì bảo dưỡng miễn phí, cài đặt hỗ trợ tư vấn kỹ thuật. Bạn Hùng Nguyên có thể qua địa chỉ số 8 Hồ Tùng Mậu nhé. Bên mình rất là ân hạnh được phục vụ bạn. Đây là một trong những khâu thay kem tản nhiệt đấy em. Đâu nâu nâu chỗ nào thay kem thế nào? Khách thì em rồi. Nâu thế nào? Nâu cái kem, phần kem trên lưng con chip siêu. Long ơi, Long ơi, chén xong có khách thì xử lý, có khách thay kỳ. Chào bạn Lương Lăng Lương. Thay bản kính đeo dòng này giá khoảng 300k nhé. Bảo hành 1 năm đổi mới. Thay thế trong vòng 1 năm, thay thế trong vòng 15 phút là xong bạn bạn Lương Lăng Lương nhé. Cảm ơn bạn. Giá phím đeo trung bình khoảng 300k thôi bạn ạ. Bảo hành 1 năm. Thank you.
Cảm ơn bạn Lượng. Ủa, DVD hiện tại bên mình đang giảm giá rất là rẻ. Ổ đĩa DVD. Giá ổ đĩa rơi vào khoảng, nếu bạn thay hàng lướt thì nó khoảng 150 giảm giá, còn khoảng 150 với bạn Lượng nhé. Ổ DVD ấy. Rất hân hạnh được phục vụ bạn Lượng. Long ơi, bàn phím 840 bao tiền này? HP. Chào bạn Hùng Yến, bàn phím 8440p thì cũng rơi vào khoảng 300.000 nữa bạn nhé. Bảo hành 1 năm, thay lấy ngay trong vòng 10 phút. Đợt này có chương trình giảm giá 10% á. Và linh kiện giảm 10% đợt nhân dịp 30/4/5 đó. Rất hạnh được phục vụ bạn Hùng Yến. Thì sang bớt rồi. Lâu nhiều quá. Đừng để khách hàng ngồi đợi lâu quá. Ok. Cảm ơn bạn Lượng, bạn có thể qua 57 Từ Sơn nhé. Địa chỉ 57 Từ Sơn, Bắc Ninh. 57 Từ Sơn, Bắc Ninh. Có thể thay thế lấy ngay được. Kỹ sư đang bảo dưỡng máy đeo. Đúng rồi bạn Cảnh ơi, cảm ơn Cảnh nhá. Đấy, vệ sinh là phải lấy chổi quét qua các cái phần vỏ nhựa của laptop. Có loa, có quạt. Thank you.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.